quay trở lại cái gì luôn, tôi sẽ mở một món đồ tôi mua Shopee, đó là cái cáp âm lượng Oppo A83 đây, nó nối liền âm lượng cả nguồn luôn nhá, giá là hai cả sim đây 26.500 đồng. Bây giờ tôi sẽ mở hộp nhé, tôi không phải người bán nhé, tôi sẽ để link mua sản phẩm này ở dưới mô tả video, các bạn cứ bấm vào link và mua sản phẩm mà. Không cần phải gọi hỏi làm gì tôi. Đây. Tầm 3 nhé. À cái này nó nguyên nhé. Nguồn như cắp. Tổng lượng nguồn à. À rồi. Ok. Nó chính xác là tôi đánh nguồn rồi. Ok nhé. Rồi. Video mình xin tạm dừng đây, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mình nhé. Chào các bạn.